Xin được gửi lời chào năm mới đến toàn thể các bác nhé, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là mùng 6, cũng tạm gọi là mùng 6 Tết đi. Thì bắt đầu là đây là để chuẩn bị cho tuần làm việc mới của năm mới. Thì em có lên từ sáng này, thì cây cối vẫn bỏ lại Hà Nội gần 10 ngày không ai tưới tắm gì cả. Rất may là không cây nào ra đi cả. Và một số cây thì có gửi người thân và một số anh em chơi cùng thì anh em chăm sóc giúp. Đấy, thì còn một số cây thì để lại đây. Thì rất may là không cây nào ra đi. Dù vừa rồi miền Bắc rất là nắng rất to. Tết chưa bao giờ năm nào Tết mà như mùa hè như vậy. Đấy, bây giờ vẫn nóng. Thì lên thì vợ con thì vẫn đang ở quê chơi mấy ngày nữa, tôi lên trước đi làm thì lấy xe máy lượn ra đường vào xem nó như nào. Đấy thì lượn ra chợ Vạn Phúc thì nó vẫn còn chưa mở hàng, thì đi qua cái chỗ khu vực mà người ta bán quất ngày xưa, bán quất hồi Tết ấy. Thì người ta bỏ lại cây này và một cái cây nữa rất là to, thì tôi lấy cây này về trồng vui, gọi là Tết trồng cây vui xuân và gọi là khai kéo đấy. Anh em chơi cây gọi là khai kéo. Đấy, thì có cái quất này, tất nhiên dáng thế nó cũng chẳng có gì đặc biệt và nó cũng không giới hệ mới cây gì đấy nó thật tương lai cả, nhưng mà ý là người ta cắt cho mình rồi này, người ta bỏ đi thì mình nhặt về và nó nhỏ gọn, mình nhặt về mình trồng lấy cái màu xanh và lấy cái cây gia vị trong nhà. Đấy, và cái thứ hai là mình rất là thương tiếc, mình không muốn nhìn thấy nó chết lăn lóc, mình mang nó về. Những cây to thì sẽ không mang về, mang một cây về thôi. Và một cây hoa hồng này người ta cũng vứt đi, tôi không rõ là nó có sống được hay không, nhưng mà cơ hội sống chắc vẫn còn. Này, cây hoa hồng người ta cũng vứt đi trong bãi rác thì tôi nhặt về, vừa là để khai kéo ngày xuân đối với anh em chơi cây, thứ hai là hưởng cái Tết trồng cây. Và mình không muốn nó chỉ là món đồ chỉ để chơi Tết xong vứt đi, rất là tiếc. Nó là một cái cây sống mà không có người trồng thì sao có người chơi được. Đấy, thì hôm nay em sẽ trồng hai cây này, gọi là lễ khai kéo đầu xuân, đầu xuân năm mới. Và hai cái chậu này, hai chậu sẵn có ở nhà. Đấy, các bạn, bây giờ là bắt tay vào việc luôn các bạn nhé. Làm cây hoa hồng trước đi, cây này đang rất nhiều gai và cần làm trước. Tôi cắt cái cây hoa hồng trước các bạn nhé. Đầu xuân, một cái việc làm khá là ý nghĩa. Chết rồi. Đấy các bác, tôi không rõ nó là giống hồng gì và có khi là nó bị bỏ lại từ hôm đêm 30 cơ. Đấy, nhưng mà may nó bị được vùi lại ở cái đống rác này, nó hơi tươi góc một chút thì có thể là hy vọng là có thể sống được. Thì là nếu mà nó sống thì nó là một cái việc rất là hay, ý nghĩa. Đấy, chứ nó không có cái giá trị kinh tế gì cả các bạn ạ. Thì bây giờ em sẽ trồng, thì em sẽ trồng cái này vào cái chậu to này, cái chậu to này cho nó thoải mái nó sống. Đấy. Rồi đây. Đấy. Là đối với cái cây hoa hồng, cái quất. Là trồng thành một cây siêu tí cho nó đỡ nhàm chán. Từ đây chiếc cây này mà làm cây mini để bán cũng đẹp. Bỏ cái này đi. lẽ cái thùng xốp này hợp hơn. Đấy, các bác đã trồng xong cho lên chỗ sạch sẽ chút, thành nước rồi. Cây quất này thì đang tính là tạo một cái cây hơi siêu siêu một chút, mà cái này sau cho bẻ ra sau một chút. Đấy, siêu siêu và dáng tự nhiên, hơi siêu về phía cái trái một chút. Bác là cây quất. Đấy, một cây hay hay và nó cũng có ích cho cuộc sống hàng ngày. Đấy, thì bỏ đi nó cũng phí. Năm nay cũng không có mua quất, mua đào thì nhà có sẵn. Ở trên Hà Nội thì đấy, chỗ ở và chỗ đi làm đây thì nhặt đôi cây về trồng cho vui, chứ cũng không nhặt được hết, mình sắp tới người ta bao vứt đi nhiều lắm. Cây nhỏ nhỏ vui vui. Đấy, gọi là cái không khí ngày xuân mình hưởng ứng tới trồng cây, và nó cũng là một cái việc là nó khá hay và ý nghĩa. Nó, cái video này nó nội dung nó không có nhiều cái nghệ thuật ở trong này, mà nó chỉ là một cái tinh thần ngày xuân này. Đấy, cây hoa hồng đây thì tí nữa sẽ ủm cái ni lông thím này thì nó sẽ sống. Cái này chắc là sẽ sống nếu mà ủm ni lông, còn để này thì có thể chỉ khoảng độ 60% là sống thôi. Đấy, ủm ni lông thì khoảng độ 80%, ủm kín luôn. Khi nào mà mình có lá thì mình hé nó ra dần. Đấy, thì là cái được hai cây, một cây hoa và một cây gia vị. Cây hoa thì hoa hồng cũng không rõ là thuộc dòng nào, chắc có hoa thì mới biết được. Đấy, một số cây đi gửi, một số cây để lại nên nó không chết, nhưng nó xác sơ. Gần 10 ngày trời không ai tưới tắm, lại nắng như thiêu đốt. Xì này vẫn đang rất phát triển. Này, ông xanh này thì quá thật là tốt luôn. Đã hết cái thời kỳ dẹp được bác nhé. Thời kỳ dẹp là lá xoăn này đã qua thời kỳ rồi, thế giờ dẹp đấy chỉ là đầu mùa đông. Đó. Đây, cây đa hôm nào cho vào đây, rất may là chẳng ai lấy trộm, chẳng ai bê mất đi, chứ bê mất đi thì chịu. Cây đa khá là ok đấy. Cái lộc vừng hôm em cắt thì nó đã ra lộc rồi, qua cái đợt rét là rất là nhanh. Lộc vừng mà rất nhiều hoa này, tương lai nó sẽ rất đẹp này. Đấy các bác. Rồi, xin được một lần nữa chúc mừng năm mới các bác nhé. Chúc một năm làm ăn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý các bác nhé. Xin cảm ơn các bác.